những chiếc máy bị tháo rời, tắt nguồn, phụ kiện đem ra thanh lý. Trong giai đoạn bùng nổ của ngành khai thác tiền số, một dàn máy như thế này một tháng có thể kiếm tới 60 triệu đồng tiền lợi nhuận, tương đương với 8-10% một tháng, và dễ dàng thu hồi vốn bỏ ra chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi. Nhưng giờ đây, số tiền họ thu được thậm chí còn không đủ để trả cho chi phí tiền điện. Giấc mơ làm giàu của nhiều người giờ nằm chỏng chơ trong nhà kho bụi bặm. Đối với các nhà đầu tư lâu năm có kinh nghiệm đã ở lại với thị trường này lâu ấy, thì họ cũng đã có lợi nhuận ở trong giai đoạn thị trường bùng nổ. Nhưng 2 năm trở lại đây thì giá coin lao dốc một cách nhanh chóng. Và một số đồng coin thì không còn đào được nữa. Lợi nhuận của việc đào coin hiện nay là không còn đủ để trả những chi phí như tiền điện và bảo dưỡng máy móc. Nên là còn rất ít nhà đầu tư có thể trụ lại với thị trường này. Kể từ khi nhiều đồng coin lớn dừng việc cho phép khai thác, các nhà đầu tư đã bắt buộc phải tìm đến những mỏ đào khác kém tiềm năng hơn. Bên cạnh đó, giá trị tiền số sụt giảm trầm trọng, làm cho lợi nhuận thu được giờ đây không còn đủ để trả cho những chi phí được bỏ ra. Tiền điện để chạy máy vẫn vậy, nhưng giá tiền số giảm mạnh. Để có được một đồng lợi nhuận, các nhà đầu tư phải mất tới 3 đồng tiền vốn, có nghĩa là với 50 triệu đồng kiếm được từ việc khai thác tiền số, các nhà đầu tư đã mất tới 150 triệu đồng tiền điện. Một viễn cảnh cả thợ đào cũ lẫn mới đều chán nản. Đối với các nhà đầu tư vào thị trường trong giai đoạn bùng nổ, thì họ phải chấp nhận mua máy đào với giá rất là cao. Họ chưa kịp thu hồi vốn, thì thị trường đã đi xuống, dẫn đến họ thua lỗ rất là nặng. Cho tới hết ngày 3 tháng 4, giá Bitcoin đã tăng lên mốc 28.000 đô la Mỹ. Đây đã là một tín hiệu tươi sáng để các thợ đào coin có thể khởi động trở lại dàn châu cây của mình. Tuy nhiên, với bản chất là một thị trường biến động mạnh và khó đoán, nhiều thợ đào dày dặn kinh nghiệm cũng chưa dám vào ngay lúc này. Dàn máy đào vẫn nằm im trong kho bụi bặm.